Phần 2 của Người đàn bà cuồng dâm được đánh giá là gây tranh cãi không kém gì phần 1. Ở cuối phần 1, Dô gặp lại Dây, lần đầu tiên cô cảm nhận được tác dụng của tình yêu khi xếp hình. Nhưng đột nhiên, Dô không còn cảm giác gì nữa, Seliman bất ngờ, vậy là cô mất hết cảm giác luôn. Giống như nghịch lý Zelo, cô là Achili và con rùa là cơn cực khoái. Achili và con rùa chạy đua, Achili chấp con rùa chạy trước 100m. Cuối cùng, Achili không đuổi kịp con rùa. Dô tức giận cho rằng Seliman không quan tâm câu chuyện của mình. Tôi đang nói là bím của tôi trơ ra, vậy mà tôi phải nghe cái nghịch lý toán học lố bịch này. Dô nhận ra Seliman không hề hứng thú với những câu chuyện dơ bẩn của mình. Cô chắc chắn ông chưa từng xếp hình với người phụ nữ nào. Seliman tiếp lời, tôi cũng chưa từng xếp hình với người đàn ông nào. Tôi là người vô tính, tôi còn trinh. Lúc còn trẻ, tôi cũng từng tự sướng mà chẳng thấy vui gì. Ông có thấy tiếc không? Tôi thấy tò mò nhiều hơn. Tôi cũng đọc nhiều sách về chủ đề tình dục, nhưng là sự say mê văn chương mà thôi. Có lẽ vì thế mà Seliman càng thích hợp trở thành người nghe câu chuyện của Dô, vì ông không nhìn câu chuyện qua lăng kính tình dục. Dô nhìn đến bức họa trên tường. Seliman kể cho cô nghe câu chuyện tôn giáo. Cơ đốc giáo bị chia tách năm 1054 thành giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương, mà ngày nay gọi là chính thống giáo và công giáo La Mã. Giáo hội Đông Phương là giáo hội của niềm vui. Bức họa này là biểu tượng điển hình của giáo hội Đông Phương. Giáo hội Tây Phương là giáo hội của khổ hạnh. Câu chuyện gợi ra chủ đề chương 6, giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Dô kể lại cho Seliman một câu chuyện kỳ lạ. Năm cô 12 tuổi, trường học tổ chức đi leo núi. Khi đang nằm ngắm thác nước và cảnh vật xung quanh, Dô đột nhiên có cảm giác cực khoái, thân thể như lơ lửng trên không. Cô bị ảo giác, nhìn thấy hai người phụ nữ ở hai bên. Seliman đứng lên không tin vào câu chuyện, nhưng Dô rất quả quyết. Đối với cô, chuyện này rất kỳ lạ. Dục vọng bản năng lúc đó như được bao bọc bởi hào quang. Trải nghiệm của Dô làm cho Seliman liên tưởng tới câu chuyện về sự biến đổi của Chúa Giêsu trên núi. Khi những người đệ tử thấy hào quang phát ra từ đầu của Giêsu, Seliman cho rằng nếu là người khác, ông sẽ cho rằng họ nói dối. Ông nói cho Dô nghe về hai người phụ nữ mà cô nhìn thấy. Một người là Messalina, vợ của hoàng đế Claudius, là người phụ nữ cuồng xếp hình nổi tiếng và tai tiếng nhất trong lịch sử. Messalina từng thách đấu một cái ngành nổi tiếng thời La Mã, xem ai xếp hình được lâu hơn. Cuối cùng, bà ta xếp hình đến tận sáng và thắng cuộc. Người phụ nữ bên kia là con điếm thành Babylon, là nhân vật được nhắc đến trong kinh thánh. Cưỡi một con quái vật 7 đầu 10 sừng được đề cập trong sách Khải Huyền là biểu tượng mang tính dâm loạn và tội ác. Tuy Dô không còn cảm giác khi xếp hình, nhưng cô và Dây cũng có những khoảnh khắc vui vẻ của một cặp tình nhân. Một lần trong nhà hàng, Dây thách cô, nếu nhét được chiếc thìa vào trong, anh sẽ cho cô lăm bảng. Dô cười rồi đứng lên, đến chỗ bộ đồ ăn lấy một lắm thìa rồi lần lượt nhét vào trong. Hai người không nhịn được cười rời khỏi nhà hàng. Trong thời gian đó, tuy không đạt được khoái cảm, nhưng Dô cảm nhận được một sự an toàn thoải mái. Hai người dọn vào ở cùng nhau. Dô quên uống thuốc tránh thai và chẳng may có bầu. Khi bác sĩ mổ lấy đứa trẻ ra, cô thấy đứa bé cười. Seliman nói là một điểm xấu bảo hiệu sa tăng. Dô không quan tâm, cô tiếp tục câu chuyện của mình. Tình mẫu từ không hề như kỳ vọng. Dô rất hụt hẫng, cô không ngừng hy vọng Dây lấp đầy khoảng trống nội tâm của mình. Nhưng điều này lại biến thành gánh nặng cho Dây. Anh cho rằng mình không thể làm cô thỏa mãn, rồi đề nghị Dô lên xếp hình với những người khác nữa. Vậy là Dô trở thành cô giáo dạy dương cầm, nhờ người lạ giúp sửa xe cho mình. Từng ngày người sửa xe càng nhiều hơn. Dây không thể chịu được, nhưng chính anh là người đưa ra đề nghị này. Họ không nói chuyện về những buổi dạy dương cầm của Dâu. Dây ghen điên cuồng, anh đi suốt, chỉ có Dâu và con trai ở nhà. 3 năm sau, trong một lần đưa con trai đi dạo, Dâu thấy một nhóm người da đen. Cô đột nhiên muốn thay đổi, muốn tiếp cận những người mà cô cho là nguy hiểm này. Dâu nhờ một người giúp cô phiên dịch, muốn người áo xanh xếp hình với cô. Dâu đến khách sạn đợi, nhưng không ngờ người lại dẫn thêm một người anh em. Dâu không ngại xếp hình 3 người, nhưng khi đang xếp hình giữa chừng, hai anh chàng quay sang cãi nhau. Dâu đành bỏ về. Khi nói về những người da đen này, cô dùng từ mọi đen. Seliman cho rằng cô kỳ thị người da đen, nhưng Dâu cho rằng một từ ngữ bị cấm phản ánh sự bất lực của xã hội. Nếu dựa theo bề ngoài để miêu tả sự vật thì cô không hề sai. Phẩm chất của con người được gói gọn qua một từ: đạo đức giả. Người phụ nữ nào nói không có hứng với mấy người da đen là nói láo. Sự việc xảy ra với những người da đen làm cho Dâu muốn khám phá một thế giới rộng lớn hơn, nơi mà cô nghĩ rằng sẽ lấy lại được cuộc sống. Dâu chuyển sang trải nghiệm bạo lực. Cô bắt đầu tìm đến một người tên là Ca. Ca không xếp hình mà chỉ dùng bạo lực. Ca chỉ đánh đập mấy chị từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Dô đợi tới gần sáng, Ca mới đồng ý kết nạp cô. Anh bảo cô về chuẩn bị một cái roi da cũ, rồi nửa đêm đến ngồi đợi. Khi bảo mẫu không đến, Dô vẫn ra ngoài đi gặp Ca. Dô cho rằng đây là cố gắng tuyệt vọng cuối cùng để phục hồi bản năng sinh dục. Ca buộc chặt cô vào ghế, trói chặt tay. Ca nói sẽ đánh 12 roi. Trước đây, Dô cự tuyệt với bạo lực, nhưng khi những roi cuối cùng vụt xuống, cơ thể cô thực sự được đánh thức. Càng ngày, cô càng thích cảm giác bị trừng phạt và bạo hành. Trước đêm Giáng sinh một ngày, Dô lại đến ngồi đợi ở hành lang. Con trai ở nhà không có ai trông, cậu bé thình dậy chạy ra ban công nghịch tuyết. May mắn là Dây về nhà kịp thời cứu cậu bé. Đêm Giáng sinh, Dô vẫn không thể nhịn được muốn đi gặp Ca. Dây muốn cô ở nhà, uy hiếp Dô: tối nay mà em đi nữa thì đừng hòng thấy anh và con một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng Dô vẫn chọn dục vọng của mình. Cô vi phạm quy định, đuổi người phụ nữ bên trong ra về. Ca bực mình trừng phạt Dô theo kiểu La Mã, đánh 40 roi. Giữa đau đớn và nhục nhã, Dô đạt được thứ cô muốn. Khi về nhà, Dây đã đưa con trai bỏ đi. Dây cho cậu bé vào trung tâm nhận nuôi.
Anh ta không muốn cuộc đời bị vướng bận bởi con cái. Mối liên hệ duy nhất giữa dâu và con là mỗi tháng cô chuyển 1.000 bảng vào tài khoản của con trai. Mấy năm sau, sự lạm dụng cơ thể bắt đầu có di chứng, cả công ty đều đã biết cô cuồng xếp hình. Cấp trên yêu cầu dâu đi điều trị tâm lý, cô từ chối. Suleiman hỏi tại sao lại không muốn nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Dâu kể lại câu chuyện, sau khi dây và con trai bỏ đi được khoảng 1 năm, dâu vẫn tiếp tục xếp hình với đủ loại đàn ông. Cô chẳng may có thai, dâu đi khám và muốn phá thai, nhưng theo thủ tục thì phải nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi rất nhiều câu hỏi lằng nhằng, cha của đứa bé là ai, cô có yêu cha của đứa bé không, cô có chắc chắn không. Dâu bực mình nói, tôi đã xếp hình với cả đống đàn ông, làm sao mà biết được cha của đứa bé là ai, tôi chỉ muốn phá thai. Nhưng bác sĩ tâm lý vẫn không đồng tình. Dâu quyết định tự mình phá thai. Cô làm theo cách được dạy khi còn học ở trường y. Dâu thành công loại bỏ cái thai. Suleiman và dâu tranh cãi về vấn đề đạo đức khi lạo phá thai. Cuối cùng họ từ bỏ chủ đề này. Sau yêu cầu của lãnh đạo, dâu đành đến tham gia buổi điều trị tâm lý nhóm. Cô giới thiệu mình là một người cuồng xếp hình, nhưng bác sĩ cho rằng tất cả mọi người ở đây đều như nhau, đều là nghiện xếp hình. Bác sĩ nói với dâu, đầu tiên là phải xóa bỏ động cơ, kiềm chế dục vọng. Dâu về nhà, dọn dẹp mọi thứ khiến cô nghĩ đến việc xếp hình. Cả căn phòng trở nên trống rỗng, mọi góc cạnh đều được bọc lại, gương và cửa sổ đều bị che đi. Cô thành công trải qua 3 tuần và 5 ngày không xếp hình. Trở lại buổi trị liệu, khi đến lượt dâu, cô cũng hòa nhập như những người khác, giới thiệu mình là người nghiện xếp hình. Dâu viết lại quá trình kiềm chế dục vọng của mình. Khi chuẩn bị đọc nhật ký, cô nhìn thấy trong gương hình ảnh của mình là 12 tuổi. Dâu xé bàn thảo rồi nói, giờ thì tôi đã hiểu, chúng ta không bao giờ giống nhau. Tôi yêu bím của mình, yêu cái nhục dục dơ bẩn của mình. Dâu nhận ra xã hội không có chỗ cho cô. Câu chuyện tiếp tục đến chương cuối, khẩu súng lục. Dâu đến tìm em để xin công việc đòi nợ. Em muốn cô dùng những kinh nghiệm và sự thấu suốt với đàn ông của mình áp dụng vào công việc, nghĩa là tra tấn con nợ bằng cách gợi ra những nỗi đau dục vọng bí mật của họ. Một lần, dâu gặp phải một con nợ cứng đầu. Cô không thể đọc được tính dục của người đàn ông này, nhưng kinh nghiệm nói với dâu, không có người đàn ông nào trong sạch. Cô kể những câu chuyện về bạo dâm, khổ dâm, đồng tính, đủ loại nhục dục, nhưng người này đều không có phản ứng. Khi sắp chịu thua, dâu kể câu chuyện cuối cùng. Một hôm, trên đường về nhà, ông đi qua một công viên, ông nghe thấy tiếng trẻ con, một cậu bé nhìn ông bằng con mắt xanh thẳm, hóa ra người này thích trẻ con. Người đàn ông khóc lóc cầu xin dâu dừng lại, không ai biết về bí mật này. Có lẽ ông ta cũng không biết, ông ta ngồi đó với nỗi nhục nhã. Dâu cảm thấy tội nghiệp người đàn ông này, cô cúi xuống giúp ông ta giải thoát. Dâu giải thích, ông ta đã chế ngự thành công dục vọng của mình, ông ta chưa từng làm hại ai, điều đó đáng khen ngợi. Suleiman cho rằng ấu dâm chẳng có gì đáng khen. Dâu lại cho rằng xã hội quy những người ấu dâm rằng họ đều làm hại trẻ con, nhưng có thể chỉ có 5% là thực sự phạm tội, còn 95% thì sống trong đau khổ chịu đựng, họ không được chọn tính dục khi sinh ra, thật tội nghiệp. Dâu cảm thấy những người ấu dâm cũng cô độc như mình, dục vọng của họ là nỗi nhục nhã, bị xã hội kỳ thị. Mấy năm trôi qua, công việc đòi nợ của dâu ngày càng thành công. Một ngày nọ, El đề nghị dâu đào tạo một người kế nghiệp, tìm một đứa trẻ có gia đình tan nát, bố mẹ đi tù hoặc nghiện ngập, rồi quan tâm chăm sóc chúng một vài năm, dần dần biến chúng thành phụ tá trung thành, xả thân vì cô, sẵn sàng bóc lịch thay cô. El đã tìm cho dâu một đối tượng, một cô bé 15 tuổi, bố đi tù, mẹ chết vì xích quá liều, tay phải của P dị hình, nên cô bé xấu hổ, càng làm P bị cô lập. Kế hoạch của El làm cho dâu cảm thấy ghê tởm, gái bẫy một đứa trẻ. Dù không muốn, nhưng dâu vẫn đi xem P chơi bóng. Càng ngày, cô càng mùi nồng và muốn tiếp cận P. Mỗi tuần, dâu đều đến xem bóng, P cũng dần dần mở lòng với dâu. Cô dẫn P đi ngắm cây cối, như cha từng dẫn cô đi. Dâu trở thành người bảo hộ của P, hai người dọn vào sống chung. Hậu quả của việc bạo dâm ngày một nặng nề, dâu không thể xếp hình được nữa, thậm chí không thể tự xứng được. Cô thường xuyên bị sốt và chuột rút, P chăm sóc cô tận tình. Dần dần, hai người phát sinh tình cảm, rồi vượt qua giới hạn. Một ngày kia, P nói với dâu, chị không ngẫu nhiên đi xem em chơi bóng phải không? Dâu nói cho P nghe về kế hoạch đào tạo nhân tài của mình. P không hề tức giận, cô bé còn cảm thấy biết ơn kế hoạch đó đã làm cho hai người gặp nhau. Dâu bắt đầu chính thức đào tạo P. Suleiman cho rằng, với hoàn cảnh gia đình của P, cô bé hiểu luật lệ đường phố hơn dâu. Đúng như Suleiman dự đoán, P biểu hiện là một người bạo lực và tàn nhẫn. Dâu không thể chấp nhận, nhưng P giải thích, mình chỉ mang súng để dọa con nợ. Nhưng dâu thấy trong khẩu súng được lạp đầy đạn. Khi họ đến nhà một con nợ khác, dâu thấy trên cửa ghi tên của dây. Cô chuồn bước, giao lại nhiệm vụ cho P, nhắc nhở cô bé không được đập phá hay đánh đập. P trở về, nói rằng mình không đánh người và cho con nợ trả tiền thành 6 lần. Lần đi thu món nợ cuối, mãi không thấy P về. Dâu không yên tâm, đi đến nhà dây, cô thấy hai người đang ở bên nhau. Sáng hôm sau, dâu đến ngọn núi từng đến là 12 tuổi để tạm biệt. Cô muốn rời khỏi nơi này, trốn chạy khỏi nơi có P và dây. Dâu bị thôi thúc trèo lên một ngọn cao, cô thấy một cái cây cô độc, cái cây đại diện cho linh hồn của mình. Dâu về nhà lấy khẩu súng, đi tới con ngõ trước nhà dây. Hai người say xỉn trở về. Dâu giơ súng bóp cò nhưng khẩu súng không nổ. Cô cất lại vào túi. Dây đánh cô, đánh cho đến khi dâu không thể đứng lên. Rồi hai người họ biểu diễn lại lần xếp hình đầu tiên năm đó, 3+5. P tiểu lên người dâu rồi hai người đi mất. Sau đó, Suleiman phát hiện dâu, đưa cô về nhà. Suleiman cho rằng cô đã không kéo chốt an toàn của khẩu súng. Có thể dâu thực ra không muốn giết người. Trời hừng sáng, câu chuyện cũng kết thúc. Dâu cảm ơn và cho rằng Suleiman đã trở thành bạn của mình.
Hai người quyết định đi ngủ. Seliman đóng cửa đi ra. Nhưng một lúc sau, Seliman trở lại, không mặc quần, đi vào kéo chăn của dâu. Seliman muốn thử xếp hình với dâu, có lẽ cảm thấy không được tôn trọng. Dâu từ chối, rồi lấy khẩu súng ra. You fucked thousands of men.